Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh thể thao của truyền hình Thông tấn. Vòng 18 giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2016 tiếp tục nóng với trận đấu hấp dẫn giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Nếu như không thắng được người hàng xóm thì đội bóng đất cảng sẽ chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay SHB Đà Nẵng. Trong khi ở nhóm cuối bảng, đội chủ nhà Long An muốn kiếm trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC để tìm đường thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Hải Phòng hành quân từ đất mỏ với áp lực rất lớn khi SHB Đà Nẵng đã tạm xoán ngôi đầu bảng và đội bóng đất cảng tỏ ra lép vế trước Than Quảng Ninh, hừng hực khí thế. Trong một thế trận có phần thua kém, khi chỉ trong hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu, không dưới 2 cơ hội có thể trở thành bàn thắng đã được các cầu thủ đất mỏ tạo nên và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm mới có thể giúp Hải Phòng không bị thủng lưới. Tuy nhiên, chính người chơi xuất sắc nhất của đội bóng đất cảng lại mắc sai lầm trong một tình huống gần như không tưởng. Từ quả đá phạt ở sát đường bên ngang, Xuân Tú treo bóng hiểm hóc vào góc xa không thành và Văn Lâm đã không thể cản phá, khiến cho Hải Phòng rơi vào thế bám đuổi ngay từ phút thứ 25. Với thế trận hoàn toàn áp đảo và lợi thế về tinh thần, Than Quảng Ninh liên tục dồn ép đối phương và sau một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc ở cuối hiệp 1, Diachenko đã trừng phạt sự lơi lỏng trong phòng ngự của đội bóng đất cảng ngay ở những phút đầu của hiệp 2 với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, nỗi thất vọng một đội bóng đất cảng đem đến cho các cổ động viên vẫn chưa dừng lại ở đây. Phút thứ 69, Steven đã phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ và buộc phải rời sân. Kể từ thời điểm này, mọi nỗ lực của Hải Phòng gần như đã bị nhấn chìm và phải đợi đến phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Văn Thắng mới đem về bàn gỡ cho đội bóng đất cảng. Do vậy, bàn thắng này cũng chẳng nhiều ý nghĩa khi ngay sau đó, Văn Hiếu đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Than Quảng Ninh ở phút bù giờ cuối cùng. Đây cũng là trận đấu thứ tư liên tiếp không thắng của Hải Phòng trong số 5 trận gần đây nhất. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của vòng 18 trong chiều Chủ nhật, Long An đã vượt qua Sài Gòn với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Simic ở phút thứ 86 sau một tình huống mà thủ thành của đội khách đã chọn sai vị trí khi băng ra bắt bóng bổng. Với các kết quả này, vòng đấu thứ 18 khép lại đầy kịch tính. Đáng chú ý nhất là việc Hải Phòng đã chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, Long An đã tạo nên khoảng cách khá an toàn so với Đồng Tháp ở cuộc chiến trụ hạng. Giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2016 đang diễn ra theo kịch bản rất tệ. Vô số những vấn đề xảy ra liên tiếp từ bạo lực sân cỏ, những nghi vấn quanh phong độ thi đấu của các cầu thủ cho đến công tác điều hành của trọng tài. Trong khi chưa giải quyết hết những vướng mắc đang tồn đọng, thì sau trận đấu giữa đội chủ nhà Khánh Hòa và Quảng Nam ở vòng 18, ban lãnh đạo đội bóng phố biển đã gửi văn bản kiến nghị lên VPF đề nghị cho đá lại trận đấu này vì trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận bàn thắng của Khánh Hòa vì cho rằng đội chủ nhà đã không chơi fair play. Đây là những gì mà các cổ động viên trên sân Nha Trang ghi lại được sau khi bàn thắng của UC không được trọng tài chính Phùng Đình Dũng công nhận, với nhận định đội chủ nhà chơi không fair play, tức là không trả bóng sau tình huống hậu vệ Quảng Nam phá bóng ra biên. Khánh Hòa phản ứng quyết liệt với quyết định này vì cho rằng Quảng Nam cố tình câu giờ. Và quan trọng hơn theo họ, không có điều luật quy định nào bắt buộc một đội bóng khác phải chơi fair play và cũng không có quy định nào để trọng tài có quyền từ chối bàn thắng hợp lệ do đội bóng đó không chơi fair play. Anh nhận xét như thế nào về cái sự phản ứng của khán giả cũng như là của đội bóng chủ nhà khi mà quả đánh đầu của UCE lại không được công nhận? Nói như thế này, tức là luật FIFA mới bây giờ là có trọng tài có quyền can thiệp vào cái trường hợp là fair play hay không fair play, là trọng tài có quyền cắt còi. Vâng. Đó. Nhưng mà nó rơi mình phải đứng về mặt khách quan, tức là nó nằm trong cái hoàn cảnh như thế nào. Vâng. Còn ở đây là hoàn cảnh là rõ ràng ràng ngay từ đầu trận đấu, không phải lúc Quảng Nam dẫn bàn mà ngay từ đầu trận đấu Quảng Nam đã có biểu hiện câu giờ kéo dài trận đấu để mà có một cái tỷ số hoặc là đúng không, và đặc biệt đến khi mà có bàn thắng thì Quảng Nam đã có cái biểu hiện câu giờ, thành ra là, và cộng với cái việc chỗ đó thì trọng tài có thể là anh không thể nào mà anh dùng cái biện pháp câu giờ để rồi anh biểu người ta phải fair play được. Mà bóng đá Việt Nam hiện tại bây giờ, tại sao các chuyên gia nước ngoài người ta vào người ta nói bóng đá Việt Nam thường xuyên nằm sân và đá ra biên để mà kéo dài trận đấu và bóng chết rất nhiều. Và quay lại cái tình huống đó hai cầu thủ của đội bạn tự va vào nhau và anh kia không thấy đội này đang vay sức ép, anh kia không phải là một cái tình huống mà anh cố tình để anh đá ra, mà lần này anh bị vay sức ép, anh không còn đường đá, anh phải phá ra. Thì bóng đó, quả đó không thể nào mà nói người ta biểu người ta fair play được. Trận thua này khiến Khánh Hòa vẫn sậm chân ở vị trí thứ 10, còn Quảng Nam nhảy lên vị trí thứ 5 và trọng tài Phùng Đình Dũng thì rất vất vả mới rời được sân đấu.
Rất khó để yêu cầu đá lại của Khánh Hòa được chấp nhận. Nhưng vì sao một lần nữa các trọng tài lại trở thành chủ đề gây tranh cãi của bóng đá Việt Nam? Câu trả lời xin được nhường lại cho ban tổ chức cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau nhiều tháng ròng rã tuyển chọn ở các địa phương có nền bóng đá phát triển trong cả nước, 30 thí sinh xuất sắc nhất được danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và cộng sự đã được lọc ra để có mặt trong trại hè bóng đá thiếu niên Toyota khai mạc sáng ngày 31 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ hai trại hè bóng đá thiếu niên Toyota được tổ chức. Vòng sơ tuyển diễn ra tại 4 địa điểm là Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 2.500 em nhỏ tham dự. Sau vòng sơ tuyển diễn ra tại 4 thành phố lớn, 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia chương trình cắm trại và tập huấn diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 tại Trung tâm Thể thao Trường Đại học Tôn Đức Thắng dưới sự huấn luyện của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn và khách mời là đội phó đội tuyển quốc gia Phạm Thành Lương. Chương trình cắm trại và tập huấn đặt mục tiêu chọn ra 18 cầu thủ nhí xuất sắc nhất tham gia vào đội bóng đại diện cho Toyota Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trên cúp bóng đá thiếu niên Toyota Quốc tế 2016. Vượt qua hàng ngàn bạn bè đồng lứa để đến với vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh, các em nhỏ dù rất phấn khích nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng. Bởi lẽ không ai muốn mình là một trong 12 cái tên phải ra về. Từ nhỏ em đã yêu thích bóng đá và đến Việt Nam 4 năm nay, em vẫn duy trì chơi bóng với các bạn bè ở Hà Nội. Bố em có một trường dạy bóng đá và em chơi bóng đá cả tuần ở đó. Em rất yêu thích cầu thủ Neymar của đội tuyển Brazil và hy vọng một ngày để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như anh ấy. Em ước mơ đi Nhật Bản và sau đó trở lại Việt Nam ăn mừng ngày sinh nhật của mình. Em sẽ nỗ lực hết mình để được lựa chọn trong danh sách 18 người cuối cùng. Con đi thi Toyota, khi con được trúng tuyển vào 30 người xuất sắc nhất để có cơ hội đi Nhật Bản thì con cảm thấy rất háo hức, hồi hộp và rất là lo lắng. Trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh ở nhà con đã tập với các bạn ở gần nhà, ở tại sân gần đấy ạ. Mơ của con là muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như thầy Hồng Sơn. Và sẽ là một câu lạc bộ nào để con cống hiến? Hà Nội TNT ạ. Chuyến đi Nhật Bản của đội tuyển thiếu niên Toyota Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 29 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn sẽ tham gia thi đấu cùng với đội bóng đá thiếu niên Toyota Thái Lan và 4 đội bóng thiếu niên khác của Nhật Bản, bao gồm đội U12 Nagoya Grampus, đội U12 Vancouver Kofu, đội tuyển chọn tỉnh Kariya và đội tuyển chọn Toyota City. Ban luyện chúng tôi đề ra những tiêu chí về thứ nhất là về đặc biệt là về chuyên môn. Ngoài cái thể lực thể hình thì vấn đề về kỹ năng, kỹ chiến thuật và phối hợp, sự phối hợp với đồng đội. Bên cạnh đó là những cái sự hỗ trợ và đoàn kết kỷ luật và làm sao đó cũng phải tạo cho các em được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức được tung bay dựa trên nền tảng đó là sự kỷ luật, đoàn kết và làm sao đó được một thành một cái nhân cách nào đó, một nhân cách một con người để cho em trưởng thành qua từ cái những cái môi trường như trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016. Tiếp theo là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý khác. Giải Điền Kinh Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 23 năm 2016 đã khép lại vào tối ngày hôm qua với sự vượt trội của các vận động viên nước chủ nhà. Các vận động viên thuộc biên chế đội tuyển quốc gia trong màu áo Ninh Bình, Quân đội, Hà Nội, Nam Định vẫn vượt trội so với các khách mời. Những cái tên thuộc đội tuyển quốc gia như Dương Thị Việt Anh của nhảy cao, Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Lai của Điền Kinh hay Lê Tú Trinh chạy 100m và 200m nữ vẫn thể hiện được phong độ tốt của mình. Kết thúc giải, đoàn Nam Định và Ninh Bình cùng chia sẻ vị trí thứ nhất toàn đoàn trong nước với 11 huy chương vàng. Xếp thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 6 huy chương vàng, Vĩnh Long có 5 huy chương vàng và Quân đội có 4 huy chương vàng. Năm nay cũng chỉ chứng kiến một kỷ lục quốc gia mới của vận động viên Bùi Thị Xuân thuộc biên chế Quân đội ở môn ném lao với thành tích 51m60. Do trùng với thời gian diễn ra Olympic Rio 2016, nên chỉ có 5 đoàn quốc tế đưa vận động viên qua tham gia thi đấu là Hàn Quốc, Triều Tiên, Sri Lanka, Indonesia và Hồng Kông. Trong đó, đoàn Indonesia được đánh giá cao nhất về chất lượng và số lượng vận động viên đã đứng đầu 5 đoàn quốc tế với 3 huy chương vàng, 1 bạc và 1 đồng. Xếp tiếp theo là Sri Lanka với 2 vàng và Hàn Quốc có 1 huy chương vàng. Đến hẹn lại lên, chạm cờ đất Việt, một sân chơi hấp dẫn và quy tụ được số lượng kỳ thủ tham dự đông đảo trên toàn quốc đã chính thức khai màn mùa giải 2016. Đây là một giải đấu dành cho tất cả những ai yêu thích cờ tướng và được tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
300 kỳ thủ ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ 40 câu lạc bộ cờ tướng đã cùng góp mặt trong ngày khai mạc giải đấu Trạng cờ đất Việt 2016, tranh cúp xi măng Long Sơn tại khu vực miền Bắc. Đây cũng là vòng đấu sơ loại đầu tiên trong số 3 vòng đấu được tổ chức ở 3 miền nhằm tìm kiếm ra những kỳ thủ xuất sắc nhất dự vòng chung kết. Sân chơi này là một trong số những giải đấu rất đặc biệt trong hệ thống của Liên đoàn cờ Việt Nam với điều lệ thi đấu không phân biệt lứa tuổi, giới tính và chủ yếu mang mục đích thúc đẩy sự phát triển của phong trào cũng như niềm đam mê cờ tướng cho tất cả mọi người. Trạng cờ đất Việt là một cái sân chơi mà đặc biệt ban tổ chức dành cho những người yêu cờ toàn Việt Nam và là một cái cơ hội để cho các kỳ thủ có thể nói vui là nôm na là bước ra ánh sáng, và chúng tôi mong muốn là một là phát triển phong trào cờ tướng toàn quốc, qua đó cái việc quan trọng nhất nâng cao hình ảnh cờ tướng và phát hiện ra nhiều kỳ thủ mạnh để giới thiệu cho đội tuyển quốc gia. Theo điều lệ, sau mỗi vòng sơ loại, 32 kỳ thủ xuất sắc nhất mỗi khu vực sẽ dự vòng chung kết khu vực để chọn ra 2 kỳ thủ dự vòng chung kết toàn quốc. Tổng số có 8 kỳ thủ dự vòng chung kết và danh hiệu Trạng cờ đất Việt 2016 sẽ được trao cho người giành chiến thắng ở vòng chung kết toàn quốc.